Lulu, xin chào các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và đặc biệt là xin chào các bạn nữ. Tại vì lâu lắm rồi mới lại làm nước hoa nữ. Các chị em bảo là em chả thấy anh làm nước hoa nữ gì cả, hay là bỏ follow. Nhưng mà thôi, từ từ, đợt tới thì mình sẽ cố gắng ra nhiều chai nước hoa nữ, và đặc biệt là những cái chai mới. Và như tiêu đề thì ngày hôm nay mình có ở đây, đó là Narciso Rodriguez Musk Noir Rose. Đây là một trong những chai nước hoa mới được ra mắt vào năm 2022. Trước phiên bản này nó có một cái phiên bản đó là Musk Noir, nhưng mà mình gửi phiên bản đấy qua một lần thì mình thực sự là mình không ấn tượng cho lắm. Nên là với cái phiên bản này, sau một cái thời gian trải nghiệm thì mình rất là muốn chia sẻ cảm nhận của mình, cũng như là so nó với ba chai nước hoa rất hot ở trên thị trường Việt Nam, đó là Na Hồng, Na Trắng và Na Đen, thì đây là phiên bản như thế nào, nó có đáng mua hay không? Chúng ta cùng nhau xem trong video lần này nhé. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy rằng là chai nước hoa này nó đã có một cái thiết kế khác, đó là chai nó đã là chai thủy tinh trong. Cái chai này nó đã có sự thay đổi từ cái phiên bản Musk Noir trước rồi. Và cái phiên bản trước thì màu nó nhạt hơn và các bạn có thể dễ dàng nhìn được cái dui. Màu này thì nó có phần hơi ngả kiểu mùi, kiểu cái màu giống như cái màu nho ấy. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Và cái nắp thì là nắp màu đen, vẫn là cái thiết kế dáng cao cao, chai là chai 100ml. Về cái phần vòi xịt của nhà Narciso này thì mình đánh giá ở mức độ là ổn. Đây các bạn nhìn này. Đấy, phun sương khá tốt, nhưng mà cái độ tỏa có vẻ hơi ít, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng chấp nhận được, nó không đến nỗi quá là tệ so với những cái người đàn chị đi trước. Đó lại là chỉ thay đổi về cái phần ngoại hình về chai, là nhìn được sâu bên trong, thay vì cứ mỗi lần phải dơ lên đèn như này mình có thể nhìn thấy. Bây giờ các bạn thể hoàn toàn dễ nhìn và biết được là trong đấy còn bao nhiêu để có thể đi mua thêm, hoặc là các bạn đi mua gốc các bạn cũng dễ dàng xem được. Bây giờ đến cái phần quan trọng nhất, đó là về phần mùi hương của em nó như thế nào. Thì có một vài điều mình muốn chia sẻ về cái phiên bản Musk Noir Rose này. Đó là mặc dù chúng ta đều biết Narciso nổi tiếng với cái nốt hương đó là xạ hương, nhưng mà với cái phiên bản Musk Noir Rose này thì chúng ta đã có sự thay đổi. Đó là cá nhân mình ngửi, kể cả bản Crystal mình đang có trên bàn kia thì mình sẽ làm sau, tại vì mình cần nhiều thời gian hơn để thẩm về mùi hương đó. Mình ưu tiên mùi hương này trước. Thì mình thấy rằng là từ cái phiên bản Musk Noir và Musk Noir Rose này, nó đều đã có một cái sự thay đổi, đó là nó giảm bớt cái xạ hương đi và nó thêm trái cây nhiều hơn. Và cái sự thay đổi này nó làm cho những bạn nào bị một cái ác cảm về cái mùi phấn xạ ấm hơi nồng nồng một tí, thì các bạn sẽ dễ dàng thích nghi hơn và dễ dàng đón nhận hơn. Đây là một cái sự thay đổi để Narciso có thể dễ dàng tiếp cận hơn đến nhiều chị em, mặc dù là những chị em khó tính về những cái tông mùi kiểu phấn xạ đó. Và cái sự thay đổi này nó được thêm bởi đó là nốt hương của mận. Mận ở đây thì cá nhân mình đánh giá đó chắc đây là một cái mùi mận nó hơi chua một tí, nó không phải là một cái mùi mận ngọt chín. Và khi cái mùi hương này ngay khi mà các bạn xịt ra, các bạn nó dính ở trên da ấy, thì mình cảm thấy là đây là một cái vai mùi nó có phần hơi tối một tí. Và chính cái nét tối này nó cũng làm cho cái độ tuổi cũng như là về cái thời điểm khuyên dùng của em nó cũng sẽ chi tiết và cụ thể hơn, chứ không chung chung như một vài mùi, thí dụ như kiểu na hồng hay là những cái mùi như kiểu na trắng. Trong cái top note của em này có một cái điều mà các bạn cần lưu ý, đó là nếu như các bạn chẳng may ngửi thấy một cái mùi hơi animalic thum thủm một tí thì nó là hoàn toàn bình thường, trên da mình cũng như vậy. Tại vì mùi hương đấy nó đến từ huệ. Trong chai nước hoa này có nốt hương huệ, và huệ thum thủm kiểu như vậy ở cái top nốt ấy, các bạn rất dễ dàng nhận thấy ở trong những chai nước hoa nít và indie. Ở cái phân khúc designer ấy thì họ làm sẽ làm một cái mùi huệ nó sáng, nó dễ ngửi, dễ gần, dễ yêu, đặc biệt là Gucci Bloom. Nhưng ở đây Narciso cảm giác khi mà họ làm, họ có thể mạnh dạn chấp nhận một cái khía cạnh của huệ, đó là cái nét hơi thum thủ một tí. Nhưng mà các bạn không sao, đây là một cái điểm hay, đây là một cái mang tới cho người dùng nhiều trải nghiệm hơn về cái sự thay đổi mùi hương. Thì em này mới đầu các bạn ngửi thấy hoàn toàn như vậy, và sau đó mùi hương này có độ biến chuyển, cái nét thum thủ nó sẽ biến mất, và các bạn sẽ thấy rằng là cái mùi mận nó sẽ nhẹ dần, và các bạn nhận thấy thêm một cái tông mùi ngọt đến từ vanilla, amber, một cái tổ hợp mùi ngọt. Và cái tổ hợp mùi ngọt này nó rất là quen, nó ở một vài chai như kiểu những cái chai nữ của nhà Jean Paul Gaultier, hay là một phần nào đó đến từ scandal
của nhà Jean Paul Gaultier nữ này, hay là kiểu những cái chai kéo cái hình người của nữ, tại vì mình đọc tiếng Pháp nó hơi kém. Bên cạnh đó thì một vài chai nữa như kiểu Jimmy Choo các bạn cũng sẽ nhận thấy ở đây, nhưng nó sẽ có sự khác biệt, đó là cái mùi trái cây, mùi mận ở đây nó sẽ xuyên suốt từ đầu tới cuối. Và các bạn sẽ nhận thấy cái mùi hoa là mùi có sự biến chuyển. Nếu như nhìn cái tên đó là có chữ Rose, các bạn nghĩ rằng là nó có hồng, nhưng mà với cá nhân mình ngửi, kể cả mình xem ở trên Fragrantica người ta bảo là có nốt hương hoa hồng, nhưng mà cá nhân mình nhận thấy rằng là nó không có. Và mình có đọc một vài thông tin, đó là cái Rose ở đây là nói về màu hồng. Đấy, màu kiểu dành cho phụ nữ chứ không phải là mùi của hoa hồng. Nên là cũng có thể rằng là vì cái lý do đó nên là họ để chữ râu ở đây. Nhưng mà khi mà mình ngửi thì chủ yếu sẽ là một cái mùi mận trên cái mùi của hoa huệ, cùng với cái nét ngọt của amber, của vani, và đặc trưng cái nét ấm của xạ. Và khi mà dry down ở trên da mình thì mùi hương này ấm trở nên rất là kiểu bồng bềnh, kiểu một lớp kiểu bị dịn ở trên da, và nó có một cái nét ngọt kiểu trái cây quết, cùng như kiểu các bạn cầm những cái quả mận các bạn quết vào một cái lớp vani vậy, xong rồi nó ấm ấm ngửi, nó có mang lại một cảm giác hơi hơi kiểu xác thịt một tí. Dùng cái từ đấy thì mình rất là ít khi dùng, nhưng mà thực sự cái mùi của Musk Narrow này nó có một phần nào đó làm mình kiểu hơi hưng phấn một tí. Đấy, đấy là cái cảm nhận của mình về em này trong một cái thời gian ngửi khá là dài ở trên chính tay mình. Nhiều khi mình xịt xong mình còn hơi ái ngại, tại vì cái suy nghĩ này nó lóe lên trong đầu, tại vì đây là đôi bàn tay của mình. Nên là thôi, các bạn nữ nào mà đã trải nghiệm qua thì hãy bình luận ở bên dưới nhá, xem cảm nhận của các bạn có giống như mình không. Cái yếu tố tiếp theo của những cái phiên bản flanker mà chúng ta cần quan tâm, đó là về độ bám tỏa cũng như là về cái phong cách như thế nào. Thì mùi hương này ở trên da mình nó lưu cực kỳ tốt, tầm 7 đến 8 tiếng là hoàn toàn thừa sức. Và mùi hương này nó cũng tỏa ở trong cái phạm vi tầm, chắc là tầm một nửa cánh tay, à một cánh tay quay đầu. Đây phải nói rằng là so với những cái phiên bản của nhà Narciso thì nó vẫn giữ được một cái phong độ, đó là bám tỏa tốt. Mùi hương này cũng vậy, đặc biệt là cái vai em này lại còn kiểu tối hơn so với những cái tông mùi của na hồng cũng như na trắng, nên là chắc chắn nó sẽ bám tỏa rất tốt. Và cái độ bám tỏa tốt như thế này thì nó cũng sẽ chi tiết và cụ thể hơn về cái thời điểm khuyên dùng. Mình nghĩ rằng là mùi hương này các bạn sử dụng văn phòng chỉ cần có điều hòa thôi. Các bạn ngồi trong văn phòng, các bạn làm kiểu ngân hàng hay là các bạn làm theo cái môi trường nhà nước thì các bạn hoàn toàn có thể xịt được Musk Narrow. Và cụ thể hơn đó là về nhiệt độ thì mình nghĩ rằng là các bạn nữ chắc là khoảng tầm 33, 32 độ quay đầu là các bạn hoàn toàn có thể xịt được em nó. Tại vì mình cũng định nói đến con số là 35 độ, nhưng mà mình nghĩ là có thể nó sẽ hơi gây khó chịu các bạn. Nên là nếu như mà nóng hơn thì các bạn cân nhắc về số lần xịt, còn không trung bình thì các bạn cứ mạnh dạn xịt cho mình 3 shot. Tại vì các chị em phụ nữ được quyền xịt, mùi hương nó hiện diện rõ tỏa tốt hơn so với các anh em. Vậy thì phong cách của nó như nào? Đây mới là thứ các bạn quan tâm đúng không? Mùi hương này như mình đã review nhanh ở trên TikTok, đó là một cái mùi mang tới một cái sự sang trọng, một cái mùi mang tới một cái sự kiểu chắc là có lẽ là một cô gái đã từng trải. Nếu như là nói là kiểu một bạn nữ thì có lẽ là hơi bị trẻ quá so với mùi hương này, nhưng mà nói là một người phụ nữ đàn bà thì có vẻ hơi quá. Nếu như bạn nào đã từng xịt qua Narciso hồng và đã từng thử qua Narciso đen thì các bạn có thể thấy rằng là đây là một cái phiên bản trưởng thành hơn của na hồng. Khi mà với na hồng ấy, mình ngửi đó là một cô nàng rất bánh bèo, ngây thơ, trong sáng, và cô nàng đó thì vẫn còn đang đi học, các bạn thích váy vóc, thích mơ mộng. Còn na đen thì là một cái mùi phụ nữ từng trải, rất là đàn bà, chắc là tầm từ 25 đến 27 tuổi đổ ra xịt, một cái mùi mà toát lên sự bí ẩn. Thì cái mùi hương này nó là cái phiên bản nằm ở giữa. Cô gái ở đây không còn đi học nữa mà cô đã bắt đầu ra đi làm, và cô gái ở đây cũng sẽ khoác lên mình những cái bộ đồng phục hay là những cái bộ vest, những cái bộ suit để tăng cho mình một cái sự trưởng thành, một cái sự sang trọng, cũng như là có thể đáp ứng được cái sự kiểu gây cái sự tin cậy cho người khác, nhưng mà vẫn toát lên được cái vẻ nữ tính để các bạn không bị một cái vai kiểu bánh bèo quá. Và cái mùi hương này ấy, nó có một cái phần cá tính, tại vì cái mùi hương này với mình khi mà dry down nó làm cho mình có một cái nét kiểu như mình nói, đó là kiểu nó hơi hưng phấn, nó hơi kiểu hấp dẫn mình ấy. Thì mùi hương này sẽ là một cô gái mặc vest, nhưng mà cô gái ở đây lại nhuộm tóc, cô gái ở đây vẫn còn rất là trẻ,
cô ấy đã đi làm, đã trưởng thành, nhưng mà cô ấy chưa có gia đình, cô ấy cũng chưa suy nghĩ đến việc là phải ổn định như thế nào cả, tại vì cô ấy vẫn còn rất là muốn vui chơi. Và đặc biệt là cô gái này chắc là sẽ là một cô gái thích vào đi chơi vào buổi tối để đi hẹn hò ở những quán pub, ở những quán rượu. Thì mùi hương này là mùi hương mang tới cái phong cách như thế. Là nếu như bạn nữ nào đang có cái phong cách đi làm như mình nói, hay là các bạn đang tính một cái mùi hương đi chơi vào buổi tối để có thể vừa có một nét quyến rũ, vừa có một cái sự lịch sự sang trọng nhưng mà không mất đi cái độ hấp dẫn, thì bạn nên thử Narciso Musnarow. Thực sự đây là một cái mùi hương mình khá ấn tượng, tại vì mình là một người khá thích na đen, tại vì đấy là một mùi đàn bà. Nhưng mà khi mà ngửi em này, mình có cảm giác nó trẻ hơn. Nó như kiểu là một cô nàng 27 tuổi nhưng mà cô ý vẫn còn cái tâm trí kiểu ăn chơi, cứ chơi tiếp đi, đời còn trẻ mà, cái gì phải khổ vì đàn ông. Thì đây là một cái mùi hương như vậy, nó đồng điệu với na đen nhưng mà nó trẻ trung hơn nhờ cái nốt của mận. Với cá nhân mình thì mình cũng rất thích em này, đặc biệt là thích em này hơn cái phiên bản Merce Noir. Và chắc chắn có nhiều bạn sẽ hỏi rằng thế nếu như em thích na trắng thì em mua em này được không? Thì mình nghĩ rằng là không, tại vì về cái vai mùi, em này so với na trắng nó là hai cái thái cực khác nhau. Na trắng thì các bạn sẽ nhận thấy rằng là nó là một cái mùi rất hiện đại, trẻ trung và rất là tươi sáng. Còn ở Merce Noir này nó là một cái mùi hơi tối, hơi kiểu bí ẩn một tí để đi hẹn hò vào những cái không gian nó cũng ít đèn. Nên là các bạn có thể cân nhắc về cái việc lựa chọn đấy. Còn nếu như mà là na hồng, bạn vẫn đang yêu na hồng tại vì cái nét kiểu ngây thơ, rồi một kiểu tiểu thư kiểu bánh bèo, thì tốt nhất là bạn đừng mua em này, tại vì nó cũng không hợp. Có thể là nó hơi bị trưởng thành quá với bạn. Nhưng mà nếu như bạn đang dùng na đen rồi, bạn có thể tham khảo thử em này để bạn có thể trẻ lại hơn vài tuổi nhờ cái mùi hương này. Và mình nghĩ rằng là chắc chắn trong một vài thời gian tới, cũng như là chắc 1-2 năm tới, Merce Noir cũng là một phiên bản chắc là được bán khá chạy ở Việt Nam. Và nếu như các bạn thấy video này hay, hay là các bạn có những cái yêu cầu gì, các bạn muốn chia sẻ những điều gì, thì hãy cứ mạnh dạn bình luận ở bên dưới, rất đơn giản thôi. Và đừng quên việc like, share cũng như ấn nút chung theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.